Xin chào tất cả mọi người đến kênh của Hành Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Hô đây. Thì hôm nay Hàng Dẻ Cầm mới quay nha mọi người. Thì nãy giờ anh đi đâu mọi người, mình giờ chưa về nữa. Thì mình suy nghĩ ra được một ý tưởng là thôi giờ mình đi rủ mấy đứa trước đi rồi mình tính nha mọi người. Cầm mới quay đi. Mày cầm mới quay đi, gọi đi rủ. Thằng này nó ngủ nha mọi người. Ê, mày hất rồi hả? Mày hất rồi hả? Ngủ. Ngủ rồi nấy. Mày cho anh đi đường nữa. Chắc tao làm gì. Thôi tao dục mày ra ngoài mưa luôn. Tao dục mày ra ngoài mưa. Chào tao mày kìa. Không có. Anh tin tưởng em. Hai cái chó này. Anh tin tưởng, mấy tin tưởng này. Anh cho anh nhà này, anh không có gì, anh chưa về nữa kìa. Về. Anh giờ này anh chưa về nữa kìa, sao giờ? Mưa mà đi đâu thì sao về được? Cho anh. Cho anh nữa. Không về cho anh. Cho này. Cho anh danh. Sao anh bày thở rồi kêu anh bày cho anh tên thôi. Thế giờ cho tao hiểu ý liền mà. Tôi biết tôi hiểu ý liền. Cho anh không? Kìa kìa kìa, tôi đi bò lại kìa. Cho anh không? Không. Chơi đi. Này tôi quá giết tối nè. Mày đủ mày sao im sao, sao mày giống nhão vậy? Nhã vui lắm sao gì? Chỉ ra đuổi nói cho anh danh thôi mà cho anh nhã. Cho nhã. Không. Cho nhã đi. Không. Gì? Không. Cho gì đập đè đập nó luôn. Thôi đập. Mày ngu, mày lớn già đầu, mày hay nhỏ kêu. Mày đã, mày nhỏ tầm. Mày ngoài mày tưởng cho. Hay lắm, vui lắm. Tên nào? Danh. Sao tối ngày mới phải cho nữa đây? Ừ, giống ai, giống anh. Hey. Mặt mỏi ghê. Lẹ đi. Cho anh chào mọi người đi. Em mới chào rồi. Hey, hello mọi người, chào mọi người. Clip mới nhất của Hành Nhã TV nha mọi người. Hello mọi người, chào mọi người. Đến với clip mới nhất của Hành Nhã TV nha mọi người. Các bạn. Hello mọi người, xin chào mọi người đến kênh của anh Nhã Vlog nha mọi người, Nhã TV nha mọi người. Ok. Ê. Hey. Rồi gì với ba? Bây giờ tao nghĩ là với cái trình mà giải thích của mày á, nên tắt máy quay đi, mày giải thích tao hiểu cái đi rồi mày đã quay tiếp. Ok, đúng rồi đó. Chứ bây giờ mày giải thích hoàn ngáo hết. 1, 2, 3. Rồi anh hiểu chưa? Cũng hiểu rồi đó. Hiểu chưa? Anh Đào hiểu chưa? Hiểu. Mày nghĩ cái trình độ của tao đã hiểu chưa? Đâu. Nãy giờ cũng gần nửa tiếng vậy. Thôi, nãy giờ mới 21. 21 phút hả? Ừ. À, ok. Thì từ mưa lớn mà tới mưa tạnh là mọi người hiểu ha. Thì bây giờ mình cũng đã hiểu vấn đề rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đăng ống quay, xong mình điện thoại. Mình kêu danh là về đây lấy hàng á. Lấy cái hàng trong phòng mình đó mọi người. Đem ra ngoài bu cục giao cho mình nha. Giờ này là mới có 6 máy à, bu cục còn mở cửa tới 7 giờ luôn mọi người. Thì bây giờ để mình kêu danh về đi. Rồi anh em mình sẽ có cái màn tròn với thằng danh nha mọi người. Ok, đã quay cái đi. Ok mọi người, bây giờ mình đã đặt góc quay ở đó nha mọi người. Trời, để anh về. Mình ngủ xíu rồi. À, nãy dậy chưa? Mọi người ba anh nè đó. Trời ơi, mình thiêu đó. Mình thú lên ba không mà nó ba ngủ được không? A few moments later. Đâu xe nó coi chạy. Ai kêu người ta ơi. Mày kêu gì mày kêu có xe đi ra luôn á. Ờ, chứ tự đi khách sạn lắm. Ờ, đi khách sạn bán đi. Phi tối ngày nhìn tên kỳ cục. Chết mày, mày nào xe gì muốn lên xe đấy thôi. Ủa, mày đâu? Mày đâu mày? Mày đó. Kìa, mày, ba cho mày. Mày, khoan. Tôi lụng. Ê, khách sạn đây nè. Nè, lên cho ba. Bà cô dám nhận ngay ấy, bữa nó bị ngay không? Thằng ngỏ mày ơi. Thằng ngỏ đó. Mày. Rồi, gọi lại, anh chậm rồi. Dữ tải. Ê không, mày đâu tỉnh vậy? Ôi, mày đâu tỉnh vậy? Mày nào mày về tao mày lấy đồ của mày. Chạy của mày luôn nè. Ở đâu vậy? Tao mà. Của mày nào á? Tao. Mày. Dạ đi không, vô nhà ăn chỗ mày vậy? Ờ.
Đi ba, chúng ta ba vô coi chúng tôi đi ba. Tao. Ôi này thì đâu đá gì mày ơi. Ê, coi giờ tao chơi đi. Ra. Mày nào á, cái gì vậy? Tao. Tao đâu? Tao nhá, nhá, nhá nè. Tao là tao. Mày. Báo về. Ủa gì vậy? Tao đây tên gì? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đây, ăn chậm cắm gì vậy? Tên gì? Tên gì? Tôi đá gì trời? Vậy mày 6 giờ mấy rồi mà đi. Mấy 6 mấy? Đi vô nhà người ta. Chậm cắm cái gì? Có đây tạm trước lòng hành quá. Mày ngồi đó, mày quay lại cho ta lẹ đi. Ủa cái đéo gì mày đi. Không, mày cũng chăng không? Mày không có chăng không? Không có chăng không? Tên gì? Né rồi coi. Tên gì? Danh. Rồi, tao kiếm cái gì danh? Tao kiếm cây cũng được. Cái gì danh? Thằng cha mày nè, nhã. Cái gì vậy? Đâu thấy không? Ủa mày bị nhó ra. Ủa làm gì? Làm gì? Anh chở mày thôi. Hả? Ai chở đâu mày? Ở xuống. Ở sao? Cái gì vậy? Anh chở mày gì? Ai chở đâu mày? Anh chở mày. Đấy, mày khùng ghi chừng. Tao để chụp hình lại. Chụp hình lại. Ủa mày biết mày khùng ghi vậy? Chụp hình tặng chở. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống chụp hình mặt lại sao? Ôi, 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 trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chỗ lại chỗ sao chỗ cái tay nè okay. Anh chậm nói quầy nha chỗ cái tay nè chậm giết lòng hành quá ai chậm quay lòng lên má mới có sao quay quay nít lại thôi quay nít lại thôi chết tình bút luôn tao quay thôi quay nít thôi cho nó nổi quay tao đăng YouTube cho nó nổi luôn nè gì vậy tao mà không gì mấy má trời ơi rồi anh chậm ngồi 6 giờ rưỡi đi tương nhà tao tính bơi đây mới có rưỡi nha vô lấy cũng dán bây giờ tính quay nha buông ngang rồi mình cho nó chuyện nó đây tao 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 buồn lại nhà mình hay giỡn nghe lắm giỡn nhiều cái nha mọi người không giỡn mày ai anh em của mày giỡn đâu ai đánh mày dạ dạ anh em mày hả tao anh mày nhìn chậm mày bây giờ nghe không chậm chung anh em quá khủng như trời mấy không mấy không mày làm gì vậy mấy không này cái đó của anh cái đó cái đó cái đó cái đó mày cái xúc đánh từ chỗ dội lại luôn rồi đó rồi lộng hành đâu mọi người má kia chậm cắp ôi lạnh nước ơi kia chậm cắp quá trời lộng hành mọi người mới có 6 triệu mấy ngàn nha là vô nhà người ta lấy quá đi ra chậm đồ của bay đi nha mấy cái mặt sáng láng mà xưa bên chợ vậy rồi gì là đẹp trai nó lấy mày đã lên mấy cái trang mạng xã hội luôn đi dùng dây nó bảo mày ăn quần à. Buông ra tao đi xét ra ra điện đây nhà ở đâu ở đây kia đâu nhà ở đâu ở đây kia đâu cháu thì mày quàng cho lên mày đi cùng cháu cái gì cơ hay là bị đi lộ hay là mày giỡn cái mày á hay là bị lộ bị khách hàng mến hay gì thì cho ngủ tao đánh như ô trục rồi mấy vậy đâu rồi mày tên gì nhà đâu đây chứ đâu nhà đâu thì ngáo cái gì má thằng ngáo đá rồi ngáo đá rồi nó ngáo đá rồi biểu hiện ngáo đá rồi bây giờ không có lâu đi ok tao sẽ lâu rồi tao đợi tao một tay lại được nó đi nhanh lắm nhanh nó chạy lắm rồi tao tướng nó vậy chạy lắm sao lâu đi đâu cái tướng nó chạy đi lắm má mày chó này sống nhiều cái như chó đi đâu lại ủa tao con tụi bay bay giỡn vậy đó thôi à. Ờ
con nghe đây là chú. Quên gì đấy. Ê. Quái. Mày ngồi dậy đi nó đi. Quái nó. Quên gì mày. Mày ngồi xuống cho tao quay đó. Mày chết rồi. Làm gì vậy? Tại đây con thằng đó em là biểu hiện của ngáo đá nha chú. Biểu hiện của ngáo đá. Nó đi hẳn nhà con luôn. Nó lấy cái hùng nó chén con đi ra. Nó còn bắt nó lại. Nó lại nó mình kêu tôi đi ra nó chén mày. Nó là nhà nó ở đây luôn. Xong rồi tôi không sao giờ. Rồi rồi chú đưa lực lượng đi. Cũng như vậy luôn chứ mặt tao ở đâu đi. Rồi cái nổ quá, cái nổ quá, cái nổ quá. Cái nổ quá. Dạ 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 cảm ơn chú lại liền nha chú. Bắt tao tao ai chơi cho mày được. Mày quỳ xuống đây. Nó không đem được. Mày quỳ đâu chứ quỳ. Mày quỳ xuống. Quỳ ba mẹ mà chú quỳ quỳ trong lá. Nghe sao mà tao mắc cười quá à. Có thật tụi mày coi tao là anh em không? Trời, chiếc đôi mượn tao. Chiếc đôi mượn tao. Đi, ổng lên mượn tao. Mẹ, động hành quá trời động hành à. Chết thảo mới được thiên rồi. Thấy, rồi rồi rồi, cởi ra đi mặc chuyện đó. Nghĩ là ai rồi? Tao nghĩ ra đâu. Nghĩ là ai rồi? Chuyện nó chuyện đi. Anh chậm gì không? Chậm sao chậm bánh tráng. Hả? Hả? Mẹ, tức thiệt luôn nhá. Kêu tao đi ra đây, ra bánh tráng mày. Nói có nghiên cứu gì nhà mình rồi. Ôi, hẹn cho em đi xem xong vô biết phòng luôn. Biết phòng luôn. Rồi rồi. Bà lại, bắt lại tao. Bắt lại tao. Bắt lại. Vậy đâu rồi? Cho lại phòng rồi. Vô trong bức đi anh. Cái đó ơi, mày nói gì
ngồi chỉ hả? À, khứa là khứa nào nhiên vô mà đó tung ra luôn chị tử tử quy đó là khứa đó quá rồi tụi tôi quýnh năm mày được đó trẻ quýnh quýnh hả mày sao mất dài dữ thật quýnh anh chào ghê má anh chào kiếm người sao thành kiểu đó luôn ừ mai vậy trời sao ô ôi vậy ô cái con ô lấy ôi con lấy đừng khóc nữa nhé em ơi đừng buồn. Quá ngày đi buồn. Ô mẹ đẹp quá vậy. Sao giờ nàng chồng sao giờ? Nãy nó đi chồng quá đặc từ. Quá thiền quýnh hoài. Sợ không? Tôi quýnh nhẹ hiệu đâu không? Sai người ta rồi quýnh nó nữa. Tôi quýnh nhẹ hiệu rồi đâu đâu vậy? Quá lọc mẹ ư đâu không? Ai lọc mẹ ngồng chân rồi. Chậm lại nè, chậm lại nè, quýnh nữa nè. Quýnh nữa nè, quýnh nữa nè, quýnh nữa nè. Quá quá anh em quay cũng vậy quá. Mày, biết giờ dắt không? Mày nào? Hả? Mày nào? Hâm ca mẹ. Chịu quá vậy hả? Đâu có biết à. Mày quýnh nhẹ quá không? Đâu nhẹ hả? Đâu có đâu. Không nào quýnh mạnh đâu, xạo quá. Tao chỉ đè nó à, đè nó. Ừ, tao đè tao nháy 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 không à. Xạo quá. Chưa coi. Nãy chưa đợi nãy. Nãy lắc đầu, lắc đầu. Chưa coi nữa. Để ẵm lên phường đi anh Toàn ơi. Ẵm lên phường lại đi, đó đi, đó cho vui vui. Dắt lên phường đi, nãy tôi điện công an rồi. Rồi rồi tới rồi, công an tới luôn bây giờ. Rồi, thấy mắt rồi. Rồi, bắt dắt lên phường luôn, dắt lên phường thiệt luôn. Mọi người ơi, chú dắt lên phường thiệt luôn. Dắt lên phường lại đi. Mới mình nói, mới mình nói nè, không quên biết nha. Không không, không, không quên biết nha, không quên biết chưa bắt hình phường. Nói mà. Chú ơi con. Mấy mình, bây giờ mấy mình nói không quen biết là về bắt luôn. Rồi bắt lên phường chú ơi. Ơi, mẹ mày đi cái đầu yêu. Bắt lên phường luôn chú. Ai ai đâu. Ơi. Rồi đi lên xe nè. Chậm nè, chậm nè. Rồi anh em đâu rồi vô ơi. Anh em vô vô dắt nhẫn này đi coi. Biết cái gì nó bắt người ta. Lấy đây mà. Quý quý. Quý 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 gì đó quý. Quý quý quý. Tay nhìn tay bây giờ mấy nè. Con của nội nó ngoài đúng không? Muốn kiếm chuyện cái gì? Mấy em nhìn năm chưa chơi đó. Ủa bị mấy lần. Đúng rồi lại, đúng rồi. Mọi người cứ về đây vậy không dám làm gì em. Ok mọi người thì nói chung là nãy anh em mình chụp mệt là giả bộ quýnh sao sao vô mọi người. Không quýnh chúng. Không quýnh chúng. Có thằng nào ngắt không? Không. Sửa lại đau bên hông kìa. Không biết. Sao biết. Má chung cái tay à? Đâu? Tay ngu ghẻ nè. Ngu ghẻ anh đi xâm mình anh là hùng. À. Cái này anh đi xâm. Chưa đâu quýnh chúng. Chúng nào? Cái này bóp bóp này nó rái mừng á. Thôi sao bóp bóp chứ đâu quýnh nào. Mày mày tôi quýnh mày được đó. Dạ. Dạ. Nguyên tôi quýnh không được mày tập mày đó. Kìa mày đi lại vậy. Hiểu không? Chờ mà lại quốc lửa nè. Rồi, tao. Sao ba gai? Lại đóng hoài. Sao tao đâu mà ba gai vậy? Nãy tao nói chuyện đàng hoàng. Ừ. Tao đi giao đồ gì mày nó không biết cái từ chữ tao chọn, tao chọn gì nhà tao với chọn gì. Sao chữ ông nội em? Ông nội mày luôn cái chữ đập luôn vậy. Cái má. Dạ không? Không. Chị điểu đây gì? Hoài. Ok mọi người, thì nói chung là nãy anh em mình sợ sợ vô, mọi người cứ quýnh đâu mà cứ này cứ sợ. À tao nói cái tay tao đau. Đau người ta đụng nhẹ vô thôi cứ
ai biết cảm giác này không, sẽ hiểu. Không, quy trình lại cứ cưới làm cầm gì đó. Cầm bỏ thì là lắc qua lắc lại vậy. Cái tay tôi tối đầu cầm quay quay nè. Đâu á. Ai ai hiểu cảm giác này sẽ biết liền. Ok mọi người, mình xin kết thúc video này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay bấm like, ký kênh, ủng hộ anh em mình nha mọi người. Giờ chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.